Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi tạp chí Văn hóa và Đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Trong một khuôn mặt đời sống là chùm phóng sự đề cập tới tình trạng rối loạn tâm lý trẻ mầm non hậu Covid. Các biểu hiện và một số giải pháp có thể giúp trẻ mau chóng khắc phục, ổn định tâm lý nhanh hơn. Mục Nét đẹp xuân nhãn là phóng sự giới thiệu về mô hình thư viện điện tử ở trường Trung học phổ thông Đức Hợp, huyện Kim Động. Mục Chuyện làng quê là câu chuyện về đoàn thanh niên huyện Văn Giang với phong trào làm sạch sông Bắc Hưng Hải. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sau gần 2 năm nghỉ do dịch Covid-19, không ít trẻ lứa tuổi mầm non từ 2 đến 6 tuổi đã xuất hiện những biểu hiện tâm lý như e dè, sợ hãi người lạ, dễ nổi nóng, kém phát triển về khả năng ngôn ngữ. 5 tuổi, bé Trà My ở phường An Tảo, thành phố Hưng Yên vẫn đang nói hơi ngọng và gặp một số hạn chế khi diễn tả sự vật, sự việc bằng ngôn ngữ. Cũng giống như nhiều trẻ em khác, Trà My vừa trải qua 2 năm nghỉ học hoàn toàn do dịch Covid-19. Suốt khoảng thời gian đó, bé gần như chỉ ở trong nhà và tiếp xúc với người thân trong gia đình, gồm bố mẹ và em bé. Vốn từ một em bé nhanh nhẹn hoạt bát, Trà My 5 tuổi trở nên nhút nhát hơn. Khi mà nghỉ dịch Covid khá là lâu như thế thì dẫn tới là bé nhà em thì là chậm hơn, e dè hơn và nhút nhát hơn. Khi đến lớp thì bạn cũng chưa thể là hòa đồng so với cả cái thời gian mà trước khi nghỉ dịch Covid. Cái độ về tiếp thu kiến thức của bé thì cũng là khá là chậm hơn, tại vì là nó có nhiều các cái kiến thức mới mà trong thời gian nghỉ dịch quá lâu đấy thì là bé không được trau dồi kiến thức nhiều, cũng như là giao tiếp với cả cái môi trường xung quanh nhiều. Khả năng thể hiện ngôn ngữ thì bé nhà em đang mắc một triệu chứng đó là hơi nói ngọng. Quay lại trường sau 2 năm nghỉ học, ban đầu Trà My khá e dè trước đám đông, không hòa nhập ngay với các bạn. Bé có xu hướng tâm lý sợ đám đông, ngại đi học, ngại giao tiếp với các bạn cùng cô giáo. Có bạn Trà My lớp em thì lúc bạn ấy mới đến lớp thì bạn hơi ít nói ạ, rụt rè và bạn ấy cũng ít tiếp xúc với các bạn. Và cô giáo thì bạn ấy cũng không giao tiếp nhiều cùng cô. Và ngôn ngữ của bạn cũng hạn chế. Thực ra không phải riêng với bạn Trà My mà trong lớp thì vẫn còn một số bạn khác. Sau quá trình nghỉ dịch thì các bạn ấy đến lớp thì các bạn ấy cũng rụt rè hơn. Ở nhà quá lâu, sau gần 2 tháng quay trở lại trường học, vẫn có không ít các bé mầm non khóc lóc, không muốn đi học. Nhiều bé có xu hướng sợ người lạ, chỉ quanh quẩn bên người thân. Đây là một trong những trạng thái tâm lý khá rõ nét của nhiều bé mầm non hậu Covid. Rối loạn tâm lý ở lứa tuổi mầm non, đặc biệt là giai đoạn hậu Covid, rất dễ bị người lớn bỏ qua hoặc coi nhẹ, đánh đồng với tính nết nhút nhát, lì lợm hoặc nghịch ngợm. Từ đó dẫn đến không có những giải pháp hữu hiệu giúp trẻ cải thiện và khắc phục. Vậy những biểu hiện rối loạn tâm lý của trẻ em lứa tuổi mầm non là gì? Nguyên nhân do đâu? Chính là những câu hỏi mà các bậc phụ huynh cần tìm câu trả lời để giúp con em mình. Theo UNICEF, Covid-19 đã gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của trẻ em trên toàn cầu. Tại Việt Nam, dịch khiến trẻ em không được đến trường, hạn chế giao tiếp, vận động và phải đối mặt với các vấn đề về sức khỏe tinh thần, tâm lý như stress, căng thẳng. Các con trở lại trường học thì cái việc đầu tiên mà giáo viên chúng tôi phải đón nhận đó là cái nề nếp của trẻ. Trẻ đã bị mất đi các nề nếp, đặc biệt đối với những trẻ mà chưa được đi học thì các bạn ấy khóc nhiều. Tâm lý của các bạn ấy là các bạn ấy không thích đến trường nữa. Các bạn thích ở nhà vì các bạn được chơi nhiều rồi, nên là việc rèn trẻ cũng khó khăn hơn. Theo chuyên gia giáo dục mầm non Lê Thu Quỳnh, người đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong đào tạo và nghiên cứu tâm lý trẻ em, có nhiều biểu hiện rối loạn tâm lý trẻ em, đặc biệt là giai đoạn hậu Covid mà cha mẹ cần lưu ý như trẻ thường sợ người lạ, dễ kích thích và mất tập trung, hay nổi nóng, dễ cáu gắt, hay khóc lóc, trẻ nhút nhát và sợ hãi khi tiếp xúc đám đông. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến trẻ rối loạn tâm lý, nhưng trong giai đoạn này, nguyên nhân chủ yếu là do thời gian nghỉ ở nhà do dịch Covid-19, cha mẹ do bận rộn nên ít tương tác giao tiếp với trẻ. Đồng thời, tâm lý sợ trẻ quậy phá nên để trẻ tiếp xúc quá nhiều với thiết bị điện tử. Ảnh hưởng của đại dịch Covid đấy là các cháu sẽ phải ở nhà cùng với cái việc giãn cách xã hội, mọi cái tiếp xúc xã hội cũng như mọi hoạt động của các cháu bị thu hẹp lại trong không gian của gia đình, mà các cháu sẽ bị hạn chế giao tiếp, ngôn ngữ bị hạn chế và tư duy của các cháu cũng sẽ bị hạn chế rất nhiều. Đấy là cái rào cản lớn nhất. Đối với lứa tuổi mầm non là các bạn từ 2 đến 6 tuổi đang là giai đoạn phát triển vàng của các con. Khi các con ở nhà quá lâu thì đồng nghĩa với việc là các con sẽ chậm phát triển ngôn ngữ, các con không thể trò chuyện với ai cũng như là không phát triển được tâm sinh lý của bản thân, và có những trường hợp là sẽ dẫn đến là các bạn bị tự kỷ cũng như là trầm cảm nhẹ. Đấy là cái việc mà ảnh hưởng rất nặng nề nếu như bố mẹ không khắc phục được cho con.
Giai đoạn trẻ độ tuổi mầm non từ 2 đến 6 tuổi được coi là giai đoạn vàng để trẻ phát triển về ngôn ngữ và cảm xúc. Do vậy, việc quan sát và tìm hiểu rõ nguyên nhân khiến trẻ rối loạn tâm lý trong giai đoạn này là hết sức quan trọng, giúp cho trẻ em có thể phát triển thuận lợi, hạn chế tối đa những hậu quả không đáng có. Thưa quý vị và các bạn, giúp trẻ mầm non nhanh chóng cân bằng, phục hồi những ảnh hưởng tâm lý hậu Covid-19 là một việc rất quan trọng, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và phụ huynh, bởi những ảnh hưởng tâm lý ở lứa tuổi các em để lâu có thể gây ra rối loạn về tinh thần cũng như sự phát triển thể chất, tăng nguy cơ chậm phát triển trí tuệ, chậm phát triển tâm thần vận động, trầm cảm, thậm chí mắc những bệnh tâm thần nặng hơn. Tại trường mầm non Hoa Sứ, vào trước giờ ngủ trưa, nhóm trẻ lớp 4 tới 5 tuổi lại được các cô hướng dẫn ngồi thiền. Đây cũng là một trong những giải pháp mà một số cô giáo ở trường áp dụng để giúp trẻ phần nào sớm cân bằng được tâm lý, bớt nóng giận và đặc biệt là cải thiện khả năng tập trung của trẻ sau thời gian ở nhà. Các cô sẽ tăng cường cho các con học thêm về các cái hoạt động ngoại khóa, ví dụ như là kỹ năng sống này. Các con cũng sẽ được vui chơi ở ngoài trời nhiều hơn, được giáo dục về người lạ như thế nào này, và người quen ra làm sao này, để cho các bạn ấy phân biệt nó tốt và rõ ràng hơn. Đối với một số các bạn có biểu hiện tâm lý nặng nề hơn ấy, chúng tôi sẽ cử ra một các cô riêng bao quát các bạn này, hướng dẫn và chỉ bảo các bạn để cho các bạn sớm được hòa nhập. Tại trường mầm non Thiên Đức, trẻ lại được các cô hướng dẫn nhiều hơn về các hoạt động liên quan tới kỹ năng sống với phương pháp giáo dục sớm Montessori. Đây cũng là một trong những giải pháp giúp trẻ được tôn trọng và tự do học hỏi những gì mình muốn, từ đó nhanh chóng hòa nhập lại cùng với xã hội sau khi dịch bệnh đã qua đi. Và nhà trường thì sẽ có đưa ra những giải pháp phù hợp để làm sao mà đón các con quay trở lại một cách bình yên nhất. Nhà trường có những cái buổi họp đối với phụ huynh, chia sẻ với các bậc phụ huynh về cái sự chuẩn bị nền tảng để cho con đến trường một cách an toàn. Và làm thế nào để cho bố mẹ đồng hành được với các con, đối với giáo viên cũng vậy. Chúng ta cũng cần phải đào tạo với giáo viên về tâm lý, là giáo viên sẵn sàng đón nhận các con, làm sao mà chắc chắn có một cái niềm tin là các con đến trường sẽ vui vẻ và an toàn. Và cái chuẩn bị tâm thế thứ ba dành cho các con ấy, thì các con được đến trường, được trải nghiệm trước khi mà các con đi học, và những cái hoạt động ở trong lớp cũng như ở ngoài lớp học thì có những cái bài học sao phù hợp. Để cho con trong thời kỳ hậu Covid thì bố mẹ có thể là cho các con hoạt động thể thao tích cực hơn. Sau đợt này hết giãn cách thì bố mẹ có thể cho con ra các công viên ngoài trời để rèn luyện thể thao và tích cực hơn với những cái môn thể thao phù hợp để rèn luyện thể lực cho các con. Thứ hai nữa là bố mẹ có thể trò chuyện với con nhiều hơn, giao cho con những cái công việc phù hợp, ví dụ như là nhặt rau hay là quét nhà, và cùng với lúc đó là có thể trò chuyện với con để tương tác với bạn nhiều hơn, để phát triển ngôn ngữ cũng như là bạn ấy sẽ thể hiện bản thân trong cái công việc hàng ngày của mình. Sách điện tử, sách nói đang dần trở nên quen thuộc và được nhiều bạn trẻ yêu thích vì những tiện ích mà nó mang lại. Tại trường Trung học Phổ thông Đức Hợp, các em học sinh ở đây đã ứng dụng công nghệ để làm thư viện điện tử và lan tỏa văn hóa đọc trong học sinh. Một buổi sinh hoạt ngoại khóa của học sinh lớp 10A1 trường Trung học Phổ thông Đức Hợp, huyện Kim Động. Em học sinh này đang giới thiệu cuốn sách mới tới các bạn trong lớp. Khác xa với bản giấy, bản sách điện tử này được trình bày bắt mắt hơn rất nhiều. Có hai file cho các bạn lựa chọn, đó là PDF và audio. Việc truy cập vào sách bằng mã QR code cũng giúp việc tìm đọc dễ dàng hơn rất nhiều. Bọn cháu được làm việc nhóm cùng nhau, được phân công nhiệm vụ cùng nhau và trải nghiệm tất cả các hoạt động về sách cùng nhau, nghe đọc sách cùng nhau. Và cháu cảm thấy cái hoạt động này cũng rất là ý nghĩa, vừa tăng văn hóa đọc sách cho mọi người, vừa cổ vũ thêm động lực của mọi sách cho ông lớp và ngoài trường nữa. Cháu thấy là cái việc đọc sách bằng audio ấy, nó rất là thú vị, bởi vì nó tạo cho mình một cảm giác, đầu tiên là cảm giác mới lạ ấy. Hai là nó sẽ kiểu nó làm cho mình không bị mỏi mắt, bởi vì thực sự là mình có thể tắt luôn màn hình đi mà mình vẫn nghe là cái tiếng audio ấy, và đầu mình nó vẫn kiểu tưởng tượng ra được cái trang sách này nó muốn viết gì đấy. Câu lạc bộ sách và hành động trường Trung học Phổ thông Đức Hợp là nòng cốt trong việc xây dựng thư viện điện tử. Chúng cháu sẽ chọn sách khoảng 1-2 tuần trước khi mà chúng cháu bắt đầu chia sẻ. Và các bạn tổ trưởng thì thường sẽ báo trước tiên cho cả lớp để cả lớp có thể cùng đọc. Và khi đó thì các tổ cũng sẽ cùng nhau đọc, và đặc biệt là cái tổ chia sẻ thì họ sẽ cùng nhau là để chọn ra cái nội dung tâm đắc nhất để làm một thành một cái bài trình bày. Và thường thì mỗi thứ 6 hàng tuần chúng cháu sẽ trình bày sách ở trên lớp ạ. Khi đó thì các bạn ở trong tổ khác cũng có thể là cùng nhau đặt câu hỏi và cùng nhau thảo luận về những cái nội dung mà các bạn tâm đắc nhất ạ.
những cuốn sách từ thư viện trường, những cuốn sách của câu lạc bộ sách và hành động được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau. Sau đó các bạn học sinh sẽ chuyển thành file PDF và audio. Trang web của nhà trường là nơi lan tỏa những sản phẩm này rộng rãi hơn trên không gian mạng. Đọc sách nói thì là cái cách mà để cho các bạn ấy tiếp cận nhiều hơn với những cái nguồn tri thức. Cái cách đọc của bạn sẽ phong phú và đa dạng hơn, thậm chí là cả thời điểm các em đọc cũng sẽ khác nhau rất là nhiều. Đồng thời thì nó sẽ thay đổi nhận thức của các em về cái việc là sẽ làm quen với sách và làm cho cái việc đọc sách của các em trở nên dễ dàng hơn. Và từ cái việc dễ dàng hơn đó thì các em sẽ có nhiều lý do hơn để các em lựa chọn những cuốn sách và tăng cường cái thói quen đọc sách của các em. Đại dịch Covid-19 diễn ra thì thấy rằng là cái việc mà tạo kiện để các thầy cô giáo cũng như các em học sinh nhà trường đến thư viện thì gặp rất nhiều khó khăn, bởi vì nhà trường đã phải chuyển sang học trực tuyến. Chính vì vậy mà mình thấy rằng là cái việc phát triển cái thư viện điện tử sách nói thì nó trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Việc phát triển sách nói cũng như thư viện trực tuyến ấy, nó sẽ có nhiều cơ hội để phát triển, nhất là trong bối cảnh mà công nghệ thông tin phát triển rồi bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Hơn 2 năm sống chung với dịch Covid-19, dạy và học online là chủ yếu, đã cho thấy hiệu quả của mô hình sách điện tử, sách nói tại trường Trung học Phổ thông Đức Hợp. Một loại sách mới, sách của công nghệ, cùng cách tổ chức giới thiệu sách mới mẻ, quan tâm tới nhu cầu của học sinh, đang từng ngày lan tỏa văn hóa đọc. Thưa quý vị, hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải là một đại công trình thủy nông đảm bảo trữ nước, tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp của các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Dương và thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, công trình thủy lợi này đang bị ô nhiễm nghiêm trọng do nước thải, rác thải. Trước thực trạng này, Đoàn Thanh niên huyện Văn Giang phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Hưng Yên phát động phong trào làm sạch môi trường sông Bắc Hưng Hải với khẩu hiệu phát huy tinh thần xung kích của thanh niên, làm sạch dòng sông quê hương. Ngày 25 tháng 3 năm 2022, tại xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang diễn ra lễ phát động ra quân làm sạch môi trường hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải. Đoàn Thanh niên Công an tỉnh và Đoàn Thanh niên huyện Văn Giang đã tiến hành vớt rác thải ở những khu vực bị ô nhiễm. Sau lễ ra quân, huyện đoàn Văn Giang phát động phong trào làm sạch dòng sông quê hương tại 4 xã có sông Bắc Hưng Hải chảy qua là Xuân Quan, Cửu Cao, Nghĩa Trụ, Vĩnh Khúc. Các đoàn cơ sở ở 4 xã này đã huy động đoàn viên thanh niên tổ chức hàng chục buổi dọn dẹp, vớt rác thải tại dòng sông. Điển hình là Đoàn Thanh niên xã Nghĩa Trụ. Các đồng chí đoàn viên thanh niên cũng tham gia hết sức là tích cực bằng các hoạt động như là vào ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh, thì đoàn xã cũng đã huy động đoàn viên thanh niên là tổ chức đi vớt rác, vớt ly lông, túi bóng trên hệ thống dòng sông Bắc Hải. Song song với ra quân làm sạch dòng sông, Đoàn Thanh niên xã Nghĩa Trụ còn tận dụng mạng xã hội Facebook, Zalo để đăng tải các hình ảnh, bài viết vận động đoàn viên thanh niên tham gia phong trào. Đoàn xã tổ chức các buổi tuyên truyền lưu động về sự cấp thiết cần phải bảo vệ môi trường ở hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải. Không xả rác bẩn. Đồng thời, gặp gỡ trực tiếp những hộ dân sống cạnh dòng sông để tuyên truyền vận động người dân thực hiện phân loại rác thải, không xả bừa bãi chất thải bẩn xuống sông. Nhà tôi thường phân loại rác hữu cơ và vô cơ, thì có hai cái thùng ở đây thì sẽ phân loại rác để xử lý rác đúng nơi quy định và không vứt rác xuống dưới dòng sông Bắc Hưng Hải. Sau gần 2 tháng ra quân làm sạch sông Bắc Hưng Hải, bước đầu đã mang lại những hiệu quả tích cực. Một số đoạn sông chảy qua huyện Văn Giang trước đây ngập rác thải, nay đã trong xanh trở lại. Huyện đoàn Văn Giang đang có kế hoạch duy trì lâu dài phong trào có ý nghĩa thiết thực này. Chỉ đạo các cơ sở đoàn là tuyên truyền đến đoàn viên thanh niên, hội viên và nhân dân là tích cực hưởng ứng cái phong trào dọn dẹp vệ sinh môi trường nói chung và làm sạch dòng sông quê hương nói riêng. Từ đó là lực lượng thanh niên là làm nòng cốt trong cái công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện. Với vai trò xung kích của tuổi trẻ đã góp phần làm sạch môi trường, mặt khác nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên thanh niên và người dân đối với việc bảo vệ, giữ gìn sự trong lành của dòng sông Bắc Hưng Hải. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tạp chí văn hóa và đời sống số này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.